Xin chào cả nhà thân yêu của Quỳnh Ly. Lời nói đầu tiên Quỳnh Ly kính chúc tất cả quý vị một ngày thật vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Nếu như ai yêu thương Quỳnh Ly thì xin xem cho Quỳnh Ly một like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để Quỳnh Ly sẽ cung cấp những thông tin mới nhất đến tất cả cả nhà thân yêu nha. Và bây giờ là phần chính của chúng ta là tin tức. Vâng, sau đây Quỳnh Ly sẽ đọc cho tất cả quý vị một thông tin chính thức liên quan đến tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh nhập viện vì đột quỵ, tình trạng đang nguy cấp. Chiều 31 tháng 5, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bài đăng có tiêu đề tin nóng: nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đột quỵ, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Theo đó, trang này thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị ngã trong nhà vệ sinh vào tối ngày 30 tháng 5, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Bình, trong tình trạng nguy cấp. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì, nhưng bài đăng này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Bình luận gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người phải lo lắng. Đến chiều 31 tháng 5, một người thân cận của nghệ sĩ Hoài Linh đã thay mặt đăng clip nam nghệ sĩ lên tiếng làm rõ vấn đề này. Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh ngồi trong ô tô, khuôn mặt tươi tỉnh. Sao ai nói tôi chết trong ngày 30 tháng 5 và nhập viện tại Bệnh viện An Bình? Đi câu cá không? Đi mà đi câu view chi vậy trời? Chán thiệt chớ. Sao cứ thích cho tôi chết là chết vậy, ghê gớm thiệt. Nam nghệ sĩ tỏ ra bất lực vì lần nữa bị tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Như vậy, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đang cấp cứu, sức khỏe chuyển biến xấu là hoàn toàn sai lệch. Quý vị thân mến, đây là hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh làm hoang mang dân mạng một thời gian ngắn nha, trong ngày vừa qua. Đó, những cái thông tin này là tin nóng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị đột quỵ nè cả nhà. Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh phải đích thân lên tiếng khi bị tung tin đồn đã qua đời. Cách đây ít năm, nam nghệ sĩ từng chia sẻ, ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn, giúp kinh tế gia đình. Còn nếu không đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên. Tôi không buồn đâu, tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỷ. Một lần khác vào năm 2015, vùng cổ của nghệ sĩ Hoài Linh có vấn đề nói không ra tiếng. Phần nữa là do làm việc nhiều khiến cơ thể mệt mỏi phải truyền nước. Khi đó hình ảnh của anh cũng xuất hiện trên mạng xã hội, kèm những tin đồn Hoài Linh bị hôn mê và qua đời. Nam nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính để người hâm mộ bớt hoang mang. Hoài Linh sinh năm 1969, nổi tiếng tại hải ngoại vào thập niên 90 khi đóng hài của nghệ sĩ Vân Sơn. Đầu thập niên 2000, Hoài Linh về nước sống và làm việc. Anh nhanh chóng gây dựng được vị thế và trở thành ngôi sao đình đám của làng giải trí trong nước. Hoài Linh ghi dấu ấn đậm trong lòng công chúng bởi nét diện linh hoạt, biến hóa và đặc biệt là những màn già gái duyên dáng. Ngoài hài kịch, anh còn đóng nhiều bộ phim ăn khách như Võ Lâm Truyền Kỳ, Nụ Hôn Thần Chết, Công Chúa Tin và Ngủ Hộ Tướng, Bóng Ma Học Đường, Nhà Có Năm Nàng Tiên. Đồng thời, từng tham gia các chương trình giải trí làm giám khảo game show. Sau những ồn ào không đáng có liên quan đến việc từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh sống khép kín và ít cập nhật trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ bắt đầu đi diễn ở sân khấu, thi thoảng xuất hiện trong các tiệc đám cưới của bạn bè thân thiết. Hồi tháng 6 2023, Hoài Linh chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Tôi khỏe cũng không khỏe, mà bệnh thì cũng không phải bệnh. Cứ dở dở ương ương vậy đó. Lớn tuổi rồi, giờ tôi ăn cá khô mắm. Cùng ở nhà, đi ra đi vô, đi diễn, thỏa mãn đam mê của mình. Diễn sân khấu, không có bao nhiêu hết, nhưng vui. Vui nhất là lúc anh em nghệ sĩ súng lại với nhau, mua cơm hộp, ngồi cùng ăn. Đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hiu quạnh. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip của Quỳnh Ly. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.